Hân tuyên bố tranh vai với Dương Tử bị nhà sản xuất từ chối thẳng thừng, không biết giấu mặt vào đâu. Mới đây, cộng đồng mạng được fan xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân lăm le giành vai nữ chính trong dự án cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa với đàn chị Dương Tử, nhiều người cho rằng việc này không dễ làm. Không thể phủ nhận, với lượng nhiệt hiện nay, siêu phẩm Trường Tương Tư thu về đã giúp Dương Tử ngày càng khẳng định được vị thế trong top đầu của mình trong lứa tiểu hoa 90 cũng như tại làng giải trí Hoa ngữ. Bằng chứng là sau khi dự án Thừa Hoan Ký đóng máy và phát hành trailer đầu tiên chưa lâu, có đồn đoán nữ diễn viên sinh năm 1992 sẽ góp mặt trong một dự án nữ chủ mới mang tên Quốc Sắc Phương Hoa. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ỷ Thiên Trọng do Hoa Sách Ảnh Thị sản xuất và đạo diễn Đinh Tử Quang, người đứng sau thành công của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Đi Đến Nơi Có Gió Cầm Trịch. Tuy nhiên gần đây lại xuất hiện nguồn tin tiết lộ Ngu Thư Hân đang cạnh tranh vai diễn này với Dương Tử. Đáng nói cô nàng còn đang rất quan tâm đến kịch bản của Quốc Sắc Phương Hoa cũng như không ngại thay đổi ngoại hình để phù hợp với hình tượng nữ chính Hà Duy Phương. Nhiều người suy đoán nữ diễn viên sinh năm 1995 cố giành vai với đàn chị, một phần nguyên nhân là vì cô muốn thăng cấp địa vị trong dàn tiểu hoa cùng lứa lẫn làng giải trí quê nhà. Dù vậy, có vẻ như đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa vẫn nghiêng về phía Dương Tử nhiều hơn, họ cũng liên tục bày tỏ thành ý của mình với sao nữ Trường Tương Tư, trong khi đó tiểu hoa 90 vẫn còn đang trong quá trình cân nhắc có nên nhận vai diễn này hay không. Quốc Sắc Phương Hoa là phim thuộc thể loại cổ trang kể về nữ chính Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại nên đã quyết định rời khỏi nhà tới Bắc Kinh một mình. Tại đây, cô nàng bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ Tưởng Trường Dương, nam chính, chống lại thế lực phản động của hoàng tử. Từ đó, cả hai cùng chung tay bảo vệ quê hương đất nước. Bên cạnh những đồn đoán về nữ chính của Quốc Sắc Phương Hoa, trước đó cũng từng rộ tin vị trí nam chính tiếp cận qua tiểu sinh lứa 95, Trần Tinh Húc, người vừa góp phần tạo nên thành công của bộ Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Thế nhưng, dàn cast chính thức ra sao, Dương Tử có nhận lời đóng hay không vẫn cần đợi thông báo chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, phía nhà sản xuất cùng đoàn phim cũng chưa có phản hồi cụ thể nào. Tại một diễn biến khác, không chỉ tranh vai diễn cùng Dương Tử mà Ngu Thư Hân còn hơn thua với đàn chị về mảng thời trang, nhất là khi thời gian qua, cả hai đều nhất mực lăng xê trang phục khoe vòng eo con kiến. Theo đó, khi tham gia show truyền hình Xin Chào Thứ Bảy để quảng bá cho dự án phim Vân Chi Vũ bắt cặp với Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân đã diện một chiếc váy được thiết kế cực kỳ độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn của đám đông. Cụ thể, bộ cánh được nữ diễn viên sinh năm 1995 khoác lên người lấy màu đen làm chủ đạo, kết hợp cùng họa tiết chít eo, hình bông hoa đính đá lấp lánh. Đặc biệt, chi tiết cắt eo hai bên của chiếc váy đã giúp cô nàng khéo khoe vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Về phía Dương Tử, dạo gần đây phong cách của sao nữ Trường Tương Tư cũng lên hương trông thấy, minh chứng là trong một sự kiện thời trang tại Thượng Hải, cô nàng đã mạnh dạn diện váy dạ hội cắt eo đen, khoe trọn chiếc eo thon và một phần lưng trần siêu gợi cảm. Điều này cho thấy, sau nhiều lần vướng tranh cãi với thiết kế đầm trễ vai, Dương Tử giờ đây đã có những sự lựa chọn thông minh và phù hợp với bản thân hơn trước. Nhiều netizen đã không khỏi ngỡ ngàng trước tạo hình mới của nữ diễn viên sinh năm 1992, đồng thời dành lời khen ngợi phong cách nhan sắc và nhan sắc cô ngày càng tiến bộ vượt bậc. Ngoài Ngu Thư Hân và Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang rất chuộng thiết kế khoe eo cuốn hút. Nàng tiểu hoa lứa 85 vừa có màn hóa thân cực mượt khi diện trang phục Outer Culture của một hãng thời trang xa xỉ. Trong tạo hình mới đây, được biết cô chính là sao nữ showbiz đầu tiên được đặc quyền diện trang phục Outer Culture của nhãn hiệu này. Với bộ váy ánh kim lấp lánh này, thực sự giúp bà mẹ mồ con phô bày vòng eo nhỏ xíu chẳng hề thua kém con gái tuổi đôi mươi. Đặc biệt, mỹ nhân họ Triệu đã có sự lựa chọn vô cùng thông minh khi kết hợp bộ cánh với những trang sức sang trọng kèm theo là kiểu tóc xoăn hút mắt, làm tổng thể trở nên vừa thời thượng vừa quyến rũ.